lính xa đánh giặc từng giờ viết trăm lá thư. Dạ vâng, em Minh kính chào tất cả quý vị và các bạn. Trong thời gian vừa rồi em có up những chồng lít âm ly thì rất nhiều các bác trên toàn quốc đã liên hệ và ủng hộ em. Thì lô trước hàng em đã bán hết rồi. Thì hôm nay tiếp tục em giới thiệu tới quý vị và các bác dòng âm ly phổ thông xuất Mỹ. Có giá thành rất là dễ chịu cho các bác chơi. Chiếc âm ly đầu tiên là chiếc âm ly Sherwood, có model là 7225A Receiver. Đây là dòng âm ly thương hiệu Mỹ sản xuất tại Nhật. Âm ly đánh 4 sò sắt. Các chức năng hoạt động hoàn hảo. Hiện tại em đang ghép với chiếc cặp loa AR3 cho chất âm rất là mềm mại, bass rất là êm. Chiếc âm ly này có giá thành là 4.500.000 quý vị nhé. Radio bắt sóng rất là nét, tình trạng còn đẹp. Và chiếc âm ly này có size là 44.5cm. Tiếp theo là gửi tới quý vị là chiếc âm ly Audio Logic by Randix. Đây là một dòng âm ly của Nhật xuất Mỹ, có chiều ngang là 47cm. Em cho thông số như vậy để cho các bác, nhiều bác là hỏi để về còn kê về tổ. Chiếc âm ly này đánh 4 sò than. Chiếc âm ly này 4 sò than quý vị ạ. Có cái model là AL303 AMFM Stereo Reset. Chiếc âm ly này cũng có đầy đủ các cổng kết nối AUX1, AUX2, lao nét, ba lăng, chỉnh bát, chét, cắt giải tần, giải cao, cắt giải trầm và đánh hai cầu A, B quý vị nhé. Radio hoạt động hoàn hảo. Đây là dòng âm ly của Nhật xuất Mỹ. Chiếc âm ly này có giá là 4.500.000 đồng. Đánh cũng đa năng. Tiếp theo là chiếc âm ly Realtek STA 84. Chiếc âm ly này là thương hiệu của Mỹ. Cái hãng này đầu tiên cổ của nó là tên đầy đủ là Realtek Radio Shack. Cái hãng này đầu tiên sản xuất của Mỹ nó là sản xuất radio thôi. Sau thành công quá thì mới lấn sân sang âm ly và loa. Chiếc âm ly này có cái size chiều ngang là 49cm, đánh 4 sò sắt quý vị nhá. Có chỉnh hai cần gạt đây, chỉnh volume cho từng vế trái phải. Radio 108. Chiếc âm ly này đánh rất hợp cho các cái dòng như loa như là Realtek Mark 1, Mark 2, loa Mỹ AR2 bò tiêu, AR4 bát khá là tốt và mạnh. Chiếc âm ly này hiện nay có giá là 5.500.000 tại cửa hàng của em. Tiếp theo là chiếc âm ly có size chiều ngang là lớn nhất ở đây. Trong tổng số 4 chiếc âm ly này, chiếc âm ly này có chiều ngang là 50cm. Đây là model Toshiba, có model là XSA320. Chiếc âm ly này là thuộc dòng Nhật xuất Mỹ. Mọi chức năng hoạt động bình thường, đánh 4 sò than AMFM 108. Chiếc âm ly này là size to nhất ở đây và có là giá thành rẻ nhất ở đây, 4 triệu quý vị nhé. 4 triệu chiếc âm ly Toshiba SA320, đánh 4 sò than, đầy đủ các cổng kết nối cũng như là chức năng, có lao nét, chỉnh bát, chét ba lăng. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ cho em Minh nhé. Cảm ơn quý vị ạ.